hãng xe mắc tiền nữa. Đọc cái sai, thử nó ghi cái gì, hình như đi thẳng. Coi cái nào mà.
cái rùa crossing. Dạ, cái này là kiểu đá mà nó đỏ tự nhiên á, cho nên nó cái Red Rock State cao đó là tên của cái chỗ này ở Bradley Fair. Do gì cũng phải trả tiền. Giống như cái zoo gì đó. Bự quá. Nhìn nó ảo sao? Hả? Nhìn nó ảo sao? So pretty. Natural. Không biết này bao nhiêu mai. 13, well, this drive is 13 miles. Wow, đá này mà khắc tổng thống cũng được. Đâu đâu đây coi không? Okay. Thì người ta cũng đậu rồi. Chim đâu, chim đâu? Mới 6 mai nè hả? Yep. Còn 6 mai nữa. Yep, mới nửa đường hả? Xa hả? Mốt à, mốt của em à. Xin cái ly cá cho em.
On to the final second for DeSoto.